Ừ, tiếp theo cái bài này thì chúng ta bấm huyệt để chữa bệnh thống kinh, tức là bệnh đau hoàng kinh ở phụ nữ. Thì thống kinh là chỉ người bệnh đến chu kỳ kinh nguyệt thì đau bụng, và triệu chứng là phụ nữ ở thời kỳ hành kinh hoặc là trước hoặc sau có đau bụng. Phần lớn nguyên nhân là do tụ hạn, khí ứ đọng, huyết ách tắc, khí huyết thiếu gây nên. Thì cách chữa trị thứ nhất chúng ta bỏ qua. Bây giờ cách chữa trị thứ hai, vị trí huyệt vị ở cách chữa trị thứ hai này còn quan tâm, đó là thừa tương và hợp cốc. Thì việc thừa tương như thế nào? Huyệt thừa tương là huyệt ở chỗ lõm, nơi thường nhận thừa nước miếng. Tương là từ miệng chảy ra, gọi là thừa tương. Nước miếng là tương này, thường nhận, nhận tức là thừa đấy. Tên khác là huyền tương, quỷ thủy, xuất xứ là giáp ất kinh, đặc tính là huyệt thứ hai bốn của mạch nhâm, hội huyệt của mạch nhâm, kinh vị, đại trường và mạch đốc. Vị trí của huyệt thừa tương là ở đáy chỗ lõm chính giữa và ở dưới môi, ở môi dưới đường bổ dọc của hàm dưới. Đây là huyệt thừa tương. Huyệt thừa tương này nó có mô tả là như thế nào? Ở chỗ lõm chính giữa và môi dưới, chính giữa và môi dưới, ở trên đường bổ dọc của hàm dưới, đường bổ dọc của hàm dưới. Thừa tương đây. Đấy. Đây, đây cũng là thừa tương. Đã thấy chưa? Huyệt ở giữa, khi giải phẫu thì huyệt ở giữa hai cơ vuông cằm, bờ dưới của cơ vòng môi, ở trên bờ của trên cơ tròn râu cằm. Thần kinh vận động cơ là các nhánh cổ mạch của dây thần kinh sọ, não số số 7, giao vùng huyệt chi phối của dây thần kinh sọ số 3, số 5. Tác dụng thừa tương là điều hòa khí âm dương thường nhật, sơ phong tà ở răng và mặt mắt. Chủ trị là trị méo miệng, mặt sưng, đau răng, lợi, sưng răng, chảy nước miếng, đột nhiên mất tiếng, điên cuồng. Đây là phối huyệt của nó, chúng ta tham khảo. Đấy, thừa tương. Trong tác phẩm có nêu rõ việc thứ hai là việc hợp cấp. Thì việc hợp cấp là việc nào? Việc hợp cấp là việc ở hộ khẩu, gọi là dạng, ở hình dạng giống như chỗ gặp nhau hợp của miệng hang cốc, gọi là hợp cấp hộ khẩu. Tên khác là hộ khẩu, xuất xứ là thiên bản du, đặc tính là huyệt thứ bốn của kinh đại trường, nguyên huyệt, huyệt hấp thu châm ở rối loạn mạch lạc đại trường, và nó là rối loạn của kinh cân đại trường. Khi đau và co thắt là một trong những lục huyệt trị vùng mắt, đầu, miệng. Vị trí của huyệt hợp cốc là ở bờ ngoài giữa xương và bàn ngón thứ hai. Đây, đây là huyệt hợp cốc đấy, huyệt hợp cốc ở bờ ngoài giữa xương và bàn ngón thứ hai, khép ngón trỏ và ngón cái sát nhau thì huyệt ở cao nhất, ở điểm cao nhất của cơ bắp, ở ngón trỏ, ngón cái, ngón tay cái và ngón tay xòe rộng ra lấy nếp gấp giữa của đốt một và đốt hai của ngón tay bên kia để vào chỗ da nối vào ngón trỏ và ngón cái. Hộ khẩu tay này thì đặt áp đầu ngón cái lên mu của bàn tay giữa hai xương, bàn tay một và bàn tay hai. Đầu ngón tay ở đâu thì đó là huyệt, ấn vào cảm giác là tê ê tức. Đây là huyệt hợp cốc này. Đấy, hình ảnh cụ thể của huyệt hợp cốc này, hình ảnh nhìn xuyên này. Đấy, hình ảnh thật này, hợp cốc này. Đấy, khi mà giải phẫu thì dưới da là cơ giang mu tay, bờ trên của cơ khép ngón tay, bờ trong của gân cơ thì duỗi thành ngón tay cái. Da là vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn dây thần kinh C6 và C7. Tác dụng của hợp cốc là trấn thống, thanh tiết phế khí, thông giãn trường vị, phát biểu giải nhiệt khu phong. Chủ trị là trị đau ngón tay tê, bàn tay liệt, cánh tay liệt, đầu đau, răng đau, liệt mặt, khớp hàm dưới viêm, mắt đau, cảm cúm, sốt, bướu giáp thùng và làm co bóp tử cung. Phối huyệt của nó chúng ta tham khảo đây.
Đấy, là nhìn lại một số hình ảnh của việc học cấp. Đấy, đấy là việc học cấp. Chúng ta chữa trị như thế nào? Ở cách chữa thứ hai này có nêu rõ người bệnh ở tư thế ngồi hoặc nằm ngửa, người chữa đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai là người chữa dùng ngón tay cái, ngón trỏ phù hợp khấu cấu của huyệt thừa thương. Khấu cấu của huyệt thừa thương là huyệt nào không? Thừa thương. Khấu cấu của huyệt thừa thương đây là huyệt này. Thừa thương. Thừa thương. Đấy. Khấu cấu của huyệt thừa thương. Đồng thời cấu vào huyệt hợp cấp trái, đồng thời cấu vào huyệt hợp cấp trái, huyệt hợp cấp sang lại huyệt hợp cấp nhá, huyệt hợp cấp. Đồng thời thì bước thứ ba là ta làm lặp đi lặp lại 100 đến 200 nhé, mỗi ngày từ 2 đến 3 lần. Cách chữa trị thứ ba đó là chúng ta có liên quan đến hai huyệt, huyệt hợp cấp của tam âm giao. Tam âm giao là huyệt gì? Huyệt tam âm giao là vì huyệt là hội tụ của ba kinh âm ở chân ta, bao gồm là can thì thận, gọi là tam âm giao. Tên khác là đại âm hạ tam lý, thừa mạng thừa mệnh, xuất xứ là giáp bắc kinh, là huyệt thứ sáu kinh tỳ, là huyệt giao hội của ba kinh chính can thận tỳ. Vị trí là ở sát bờ sau trong xương chày, bờ cơ gấp dài của ngón chân và cơ cẳng chân sau, từ đỉnh cao của mắt cá chân trong đo lên ba thốn. Đây là huyệt tam âm giao đây. Đấy, từ mắt cá chân đo lên ba thốn tam âm giao, nó còn phải 6,5 đấy, tùy người ba thốn. Ba thốn là dùng bốn ngón tay, từ mắt cá chân lên bốn ngón tay của người bệnh ấy, bốn ngón tay của người bệnh ấy. Thì ở sát bờ sau xương chày, bờ cơ gấp dài các ngón chân và cơ cẳng sau, cẳng chân sau, đây này cơ cẳng chân sau, ở đây là nguyên cái cẳng chân sau, nguyên cái cẳng chân sau này. Đấy, cẳng chân sau. Và từ đỉnh cao của mắt cá chân đo lên ba thốn, như ban nãy vừa nói, giải phẫu là thần kinh vận động của cơ là các nhánh vậy của dây chày sau, da và vùng huyệt chi phối bởi dây thần kinh L4, tác dụng là bổ âm, kiềm tỳ, thông trí, khí trệ, hóa thấp, phong khu. Chủ trị là trị cẳng chân và gót chân sưng đau, thần kinh suy nhược, liệt nửa người, tiểu bí, tiểu vặt, kinh hoàng viêm, di mộng kinh, liệt dương, kinh nguyệt rối loạn, bụng trướng, da viêm, thần kinh, mề đay, phong ngứa. Châm cứu là châm thẳng 1 đến 1,5 thốn, cứu khoảng cỡ 5 đến 7 tháng, ôn cứu là 10 đến 20 phút. Có thể châm xuyên huyệt tuyệt cấp. Trị bệnh ở chân thì hướng mũi kim ra phía sau, trị bệnh toàn thân thì hướng mũi kim lên phía trên. Ghi chú thì có thai thì không châm cứu, lưu ý như thế. Đấy, giờ chúng ta xem lại những hình ảnh. Đấy, đấy, đây là huyệt. Đấy, người nói đây này. Như thế thì chúng ta cần phải chữa trị như thế nào? Đó là cách chữa thứ ba, đó là người chữa dùng hai ngón cái đồng thời ấn vào huyệt hợp cốc và huyệt tam âm giao. Hợp cốc và huyệt tam âm giao, xem lại huyệt hợp cốc nhé. Đây là huyệt hợp cốc, tam âm giao. Đây là chỗ này này. Tam âm giao này, đây. Đây. Đấy, ấn đồng thời nhé. Hoặc là trái phải so le, mỗi lần là 50 đến 100 nhát. Sau đó lại ấn liên tục từ 1 đến 3 phút, mỗi ngày là 1 2 đến 3 lần. Như thế là đã chữa xong cái căn bệnh thống kinh, tức là đau bụng hành kinh. Và chúng ta kết thúc cái chuỗi bài về bấm huyệt chữa bệnh tại đây. Một số việc mà chữa bệnh dành cho trẻ con, nhưng mà theo mình nghĩ thì không cần, trẻ con cơ xương yếu thì mình cũng không muốn chữa trị nó bằng cách bấm huyệt làm gì.